Là có cần thiết xét nghiệm di truyền cho một bệnh nhân hiếm muộn hay không? Thì chúng ta đều biết là thai nghén thành công thì phụ thuộc vào yếu tố, đặc biệt là chúng ta làm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Thứ nhất là có một cái phôi tốt và có sự chấp nhận phôi của mẹ hay là của tử cung. Thì một phôi tốt thì nó gắn liền với di truyền và sự tiếp nhận phôi của tử cung, hay là gọi là hiện tượng dung nạp, thì nó gắn liền với cái hoạt động miễn dịch ở tại tử cung. Thì bài hôm nay thì tôi muốn đưa ra một cái câu hỏi là có thật cần thiết để làm các xét nghiệm di truyền và cho một cặp hiếm muộn không? Và đối tượng là ai? Làm cái xét nghiệm di truyền này cho đối tượng nào? Và khi ta đã phát hiện ra được những cái bất thường thì chúng ta sẽ phải xử trí như thế nào? Thì dựa khảo sát trên các số liệu ấy, thì người ta thấy rằng là có mối liên quan về rối loạn di truyền với hiếm muộn cũng như sẩy thai, và đặc biệt là tất nhiên là có cái bệnh lý về di truyền. Chính vì vậy là chúng ta sẽ cần thiết là chẩn đoán cho đối tượng nào và lợi ích thực sự của cái xét nghiệm di truyền là như thế nào, và khuyến cáo một cái phác đồ chẩn đoán. Thì đầu tiên là rối loạn di truyền và thai nghén. Thì có những cái bài báo ở đây tôi lướt qua đây. Đây là những cái bài báo rất mới, là năm 2019. Người ta nói về vai trò của di truyền, những cái xét nghiệm di truyền trong cái hỗ trợ trong sức khỏe sinh sản. Thứ hai là một cái bài nữa là di truyền ở những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Một cái bài nữa người ta đánh giá, người ta lấy cái tổ chức mà đã sẩy thai rồi ở cái thai dưới 12 tuần, người ta xét nghiệm xem có bao nhiêu phần trăm các trường hợp này là có rối loạn di truyền. Một cái nghiên cứu nữa năm 2018 thì người ta lại là nghiên cứu ở trên những cái phôi thai mà trên giai đoạn 2 của thai nghén, second trimester. Thế thì người ta thấy rằng là về di truyền và hiếm muộn thì có mối liên quan như thế nào? Bằng các phương pháp thăm khám, cũng như là các phương pháp thăm dò và xét nghiệm, thì thực chất chúng ta hiện nay chỉ chẩn đoán được 60% nguyên nhân hiếm muộn. Vẫn có 35 trường hợp là chưa rõ nguyên nhân. Trong cái nhóm mà bạn không rõ nguyên nhân này, khi cho làm các xét nghiệm di truyền, thì người ta thấy rằng 15% trường hợp là có cái rối loạn về di truyền của bố hoặc là mẹ. Tất nhiên là ngoài ra người ta chưa kể đến là các trường hợp có bệnh lý hay là gia đình có cái tiền sử về bệnh lý về di truyền. Vì vậy cái câu hỏi đặt ra là có cần thiết tiến hành các xét nghiệm di truyền trước khi điều trị không? Hoặc trước khi mang thai, hoặc là một bao gồm trước khi mang thai bao gồm là những cái xét nghiệm di truyền tiền làm tổ và xét nghiệm khi mang thai như thế nào? Thì di truyền về hiếm muộn thì người ta chia ra là sao? Với nam giới thì 40% vô sinh nam có bất thường về di truyền, gồm những bất thường về nhiễm sắc thể giới, nhiễm sắc thể thường, về số lượng, về cấu trúc. Về bất thường nhiễm sắc thể giới thì chúng ta đều biết đấy là cái hội chứng Klinefelter, chiếm 10% các trường hợp không có tinh trùng. Thì một cái nghiên cứu tôi vẫn rất là tâm đắc, một cái bài báo cáo của giáo sư Sơn ấy, thì là đã nói rằng là với cái trường hợp Klinefelter thì một cái nghiên cứu ở Nam học 100 trường hợp người ta sinh thiết thì 51 trường hợp đã có tinh trùng ở bệnh nhân Klinefelter. Thực ra cái số liệu này làm tôi rất là ngạc nhiên. Và một cái khuyến cáo là nếu với bệnh nhân Klinefelter thì khi mà đã dậy thì nên tiến hành sinh thiết tinh trùng và sinh thiết tinh hoàn và tìm tinh trùng và trữ tinh trùng ngay ở cái tuổi bắt đầu dậy thì. Thế thì những trường hợp chúng ta đều biết cái này thì quá rõ rồi. Với những trường hợp bất thường tinh trùng nặng thì có cái mất đoạn của nhiễm sắc thể Y là AFZ. Đây là tôi hơi quay mặt giáo sư Quang và bác sĩ Trịnh Thế Sơn. Nghĩa là vi ở mất đoạn ở AB thì khả năng có tinh trùng nhưng rất kém, và đặc biệt ở C thì phần lớn không có tinh trùng. Đây gọi là không có tinh trùng không bế tắc. Vì vậy những cái trường hợp mà bất thường tinh trùng nặng là gì? Dưới 5 triệu hoặc thì có 3-7% là có hiện tượng là vi mất đoạn. Rồi bất thường về nhiễm sắc thể thường, về cấu trúc thì là đảo đoạn hay mất đoạn,
thì người ta thấy rằng là phổ biến ở hội chứng Robertsonian translocation ấy, thì người ta thấy rằng là 1,6% ở các trường hợp là nhánh dài quanh tâm ở trên bảng tôi đã nói. Thì nếu ngoài cái chuyện đó ra nó còn liên quan đến cả sảy thai nữa. Còn nếu mà nó xảy ra ở nhiễm sắc thể số 21, nó có thể dẫn đến cái trường hợp gọi là Down trisomy 21 cho con nữa. Nên là cái việc mà xét nghiệm tinh trùng cho bố cũng là cần thiết. Còn những 9, và trong đó thì một cái nhấn mạnh nữa là 90% những trường hợp mà bất sản ống dẫn tinh thì có cái mang cái đột biến của gen CFTR, nghĩa là cái bệnh lý cystic fibrosis membrane. Cái này thì bệnh này thì nó gặp ở châu Âu nhiều hơn ở châu Á, và đặc biệt ở Việt Nam thì không nhiều. Gọi là sơ nang, bệnh lý sơ nang. Thế nữ thì chúng ta đều thường gặp là nhiễm hội chứng Turner, là 1/2500 bé gái mới sinh. Rồi đặc biệt là với những trường hợp mà suy sớm buồng trứng hoặc là giảm dự trữ buồng trứng nặng, thì 5/1000 cái chữa thì có 47XXX3 nhiễm sắc thể X. Cái này chúng ta thường là không quan tâm. Chính vì vậy một cái câu hỏi là với những bệnh nhân mà suy sớm buồng trứng nguyên phát, chứ không phải là thứ phát sau một cái phẫu thuật hay là sau một điều trị tia xạ hoặc là hóa chất thì vì ung thư, thì chúng ta không kể đấy là thứ phát. Còn với những cái suy sớm buồng trứng nguyên phát thì cũng nên làm xét nghiệm di truyền để loại trừ hai bệnh lý, đó là hội chứng Turner và 47XXX. Thì bất thường về cấu trúc của nhiễm sắc thể của đối với nữ thì liên quan nhiều đến sảy thai, cũng có liên quan đến hiếm muộn. Những cái thay đổi cấu trúc cân bằng thì không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng có thể gây hiếm muộn và sảy thai. Nghĩa là em bé có thể sinh ra bình thường, nhưng mà có thể là liên quan đến cái sảy thai sau này. Gần đây người ta nói rất nhiều đến một cái là tổn thương của nhiễm sắc hội chứng, tổn thương cái nhiễm sắc thể X. Mà gần có cái bài báo cáo ở hội nghị CMEC ở trong Sài Gòn vừa sau cho Umbrologist ấy, thì nói là cái tỷ lệ này nó là 1/5000 cơ. Thì nó gây ra trì độn mặt dài, hàm lớn, suy sớm buồng trứng, đặc biệt là suy sớm buồng trứng. Thế thì ở đây nó có một cái bảng tổng hợp. Ví dụ chúng ta có thể nhìn thấy là ở đây tôi muốn chia ra, ở đây trong cái bài của tôi, các bạn ở trên mạng, trên bài của tôi thì ở đây nó dài nên tôi không nhắc lại nữa. Đây phần lớn là những cái mà tôi đã nhắc vừa trình bày ở trên. Nhưng ở trong cái bảng này các bạn có thể thấy rằng là nó có một cột nó nói là khả năng di truyền. Thì dựa vào khả năng di truyền thì một cái là người ta không rõ. Một cái là AR nghĩa là nó là mang gen lặn. Còn cái AD ấy, thì là có nghĩa là có thể di truyền mang gen trội. Đấy. Và chẩn đoán trước sinh có nên không? Thì hầu hết tất cả các trường hợp này thì người ta thấy rằng là nên. Đặc biệt cái trường hợp mà nam giả nữ, trong cái bài tôi sẽ có một cái trường, những cái trường hợp cá biệt ở Vinmec, thì cái trường hợp nam giả nữ này chúng ta cũng phải quan tâm. Đối với nữ cũng vậy, ở đây tôi có tổng kết ở trên cái bảng này. Ở đây chúng ta thấy rằng là khả năng di truyền, ở trong các bài, cái slide các bạn có thì có thể các bạn nghiên cứu tiếp. Thế sảy thai và rối loạn di truyền thì ra sao? Chúng ta đều biết là nó có 4 nguyên nhân chính, trong đó thì là rối loạn di truyền. Thì người ta thấy rằng là 50,1% các trường hợp sảy thai có gì bất thường về gen. Về thai lưu trước sinh thì nghĩa là thai ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. Thậm chí những cái mai người ta nói là rối loạn di truyền thì hay sảy 70-60% ở các trường hợp mà sảy thai sớm. Nhưng mà thậm chí với những trường hợp mà sảy thai ở 3 tháng giữa, hoặc là những cái sinh non mất tim thai đột ngột ở những cái trường hợp 3 tháng cuối, bất thường vì di truyền cũng chiếm 20-25%. Chính vì vậy ở cái hiệp hội Mỹ người ta có khuyến cáo đưa ra 2000 cái gene nên thăm dò các trường hợp mà tiền sử bệnh lý hay là sảy thai hay sảy thai lưu liên tiếp. Tuy nhiên rất là đắt, chắc là Việt Nam mình trong tương lai Bộ Y tế có bảo hiểm thì có làm được. Thế đây là một cái bản tôi tổng kết, tôi một cái nghiên cứu mà trong cái nghiên cứu mà ngay đầu tiên tôi đưa ra. Thì người ta thấy rằng là với cái 1 cái sảy thai lần đầu, sảy thai lần 2 và tổng số sảy thai, thì ở đây rất là nhanh người ta thấy rằng là cái tỷ lệ bất thường
cũng chiếm 52,6% cho chung. Còn với lần đầu nó cũng là 50,1% và sảy thai ở 3 tháng đầu chứ chiếm là 56,1%. Thể sai 3 tháng giữa là 47,4%. Tương tự như vậy thì người ta thấy rằng là nếu trong bất thường về di truyền ở trường hợp sảy thai thì là bất thường gì? Bất thường thấy trisomy là nặng nhất 59,7%. Có lẽ đây là cái mà khuyến cáo tôi có thể tôi ngồi nghe bài của thầy Hùng thì tôi thấy rằng trisomy chắc là cũng nặng đấy, đúng không? Tự vì là sảy thai mà nguyên nhân sảy thai mà bất thường di truyền thì 59,7% là trisomy. Thế còn đa đây này, complex của thầy Hùng thì chiếm là 22%. Còn cấu trúc mà bất thường thì 7,5%. Đấy. Thế thì nếu mà số lần sảy thai thì liên quan đến cái bất thường về di truyền thì thế nào? Ở đây ta thấy rằng là cái nặng nhất là sảy thai 3 lần là 20% và trên 5 lần thì là 32,5. Chính vì vậy người ta mới đưa ra một cái khuyến cáo là PGTA chỉ định cho các trường hợp có tiền sử sảy thai trên 3 lần. Ở đây tôi cũng nói thêm một điều nữa là chúng ta nên để ý đến sảy thai liên tiếp nhé. Thế bệnh lý di truyền có 3 cái chỉ định là có liên quan đến hiếm muộn này, có liên quan đến sảy thai liên tiếp và bệnh lý di truyền. Thì ở Việt Nam thường gặp thì thalassemia, tôi biết là hầu hết các trung tâm bây giờ đã thành công trong cái chuyện là chẩn đoán để loại trừ bệnh lý thalassemia để đẻ đứa con khỏe mạnh, và hầu như tất cả các trung tâm đều đã tiến hành được. Và các bệnh di truyền khác thì rất là nhiều bệnh, tôi không nhắc ở bài tôi. Nhưng mà nhược điểm là gì? Ở đây có các trung tâm chẩn đoán gen. Chẩn đoán bất thường về đơn gen thì thật ra là chưa rộng rãi. Không phải là phòng xét nghiệm nào cũng chẩn đoán được, và đặc biệt là chi phí rất là đắt. Ví dụ bệnh nhân của chúng tôi là cái lần đầu tiên chẩn đoán phải gửi sang Hàn Quốc mới chẩn đoán được. Thì gần đây là đã mở rộng PGTP là sàng lọc các bệnh mang tính di truyền như tiểu đường, ung thư và đặc biệt ung thư vú, ung thư đại tràng. Tí nữa tiến sĩ Minh chắc là sẽ nhấn mạnh về cái phần này. Thế đây là một cái hình ảnh mà tôi đưa ra, tất cả chúng ta đã làm y đều biết rồi, nếu mà là mang gen trội thì 50% khả năng em bé sẽ bị mang bệnh di truyền. Thế còn mang gen lặn thì di truyền chỉ là 25% thôi. Đây là một cái sơ đồ chẩn đoán di truyền cho bệnh nhân hiếm muộn, thì nó hơi là díu dít, hy vọng các bạn là đọc được. Đây là một bệnh nhân hiếm muộn thì chẩn đoán di truyền cho cả bố lẫn mẹ. Nếu bình thường thì sao? Nếu bình thường ta lại nhìn lại bệnh sử của bệnh nhân, tuổi mẹ này, tiền sử sảy này, tiền sử thất bại làm tổ này, rồi chất lượng tinh trùng nữa. Thế còn nếu mà là bình thường thì chúng ta mới quan tâm với những đối tượng này. Thế còn đối với bệnh nhân mà có bất thường về di truyền thì lại làm lại cả, nghĩa là làm thêm một cái đối tượng nữa trong gia đình, rồi chúng ta lại làm PGT, có thể là chuyển đoạn này hay là làm PGTM thì nếu mà có bệnh rõ. Thế còn đây là chúng ta là hay tập trung, các lab của chúng ta là đang làm ở cái chỗ này, thì người ta thấy rằng là nếu mà sảy thai á, thất bại làm tổ thì cũng trên hoặc bằng 2 lần. Đấy, sảy thai mà liên tiếp nữa này, rồi là tiền sử sinh đẻ nọ, đẻ tiền sử có thai mà bất thường về di truyền, hoặc là tuổi người mẹ, rồi yếu tố nam này. Thế còn nếu không có chỉ định thì thôi. Thế còn những chỉ định khác thì làm thụ tinh ống nghiệm. Có thể bạn này làm thụ tinh ống nghiệm nhưng không làm sinh thiết phôi. Nếu sinh thiết phôi thì ở đây tôi đưa ra một cái sơ đồ người ta khuyến cáo. Thì đây là tôi đưa ra để chúng ta có thể cùng thảo luận thôi. Nếu mà có trên 5 noãn trưởng thành thì chúng ta làm sinh thiết phôi không vấn đề gì. Thế còn nếu mà cái vấn đề là chúng ta hay gặp đây này, có dưới 5 noãn thôi thì có nên sinh thiết luôn không? Thì người ta thấy rằng có hai con đường chúng ta đi. Thứ nhất là cứ thế là gom noãn. Đây tôi biết là một vài trung tâm cũng làm gom noãn. Hai là chúng ta cứ thế là chẩn đoán. Thì tất nhiên là cái câu chuyện là phải tư vấn bệnh nhân rất là cần thiết. Và đây là cái bài người ta cũng nói đến cái chuyện phôi mosaic, phôi khảm giống như thầy Hùng. Thì người ta đưa ra rằng nếu mà dưới mực bằng hoặc 30% thì được gọi là phôi bình thường rồi. Thế còn nếu mà phôi khảm cũng là giống như bài của thầy, nghĩa là chỉ chuyển phôi những phôi khảm mà 50 hoặc bằng 50%.
Còn trên 50% thì ở đây người ta lại hơi quá, người ta bảo phải vứt bỏ cái phôi đi. Nhưng mà tất nhiên là phôi chuyển khảm là phải có thảo luận và tư vấn rồi, rồi có và theo dõi nữa. Thì tí, chắc là tí nữa là nhân diện tôi hỏi luôn thầy Hùng là theo dõi khi bệnh nhân có thai rồi phôi khảm thì ta làm cái gì á. Thế, thế còn các chỉ định thì đây là chỉ định tôi thấy chúng ta cần bàn với nhau. Thứ nhất là giảm dự trữ buồng trứng, suy trữ buồng trứng nguyên phát nhé. Rồi đối với nam bất, không có tinh trùng hoặc là bất thường tinh trùng nặng, vô sinh không rõ nguyên nhân, thai lưu sảy thai liên tiếp. Thì thai lưu sảy thai liên tiếp thì hai lần là chúng ta cũng nên làm rồi. Tiền sử sinh con bất thường tất nhiên. Và điều thứ hai là thảo luận cái gì, loại xét nghiệm cần làm, làm nhiễm sắc đồ. Gần đây thì tí nữa mình giải thích luôn là làm array luôn, xem là thêm nữa cái gì cho những trường hợp bất thường tinh trùng nặng và PGT và chẩn đoán di chuyển tiền làm tổ. Thì cái PGT thì trước đây tôi đi trình bày chỉ có hai cột thôi, bây giờ tôi thêm một cái cột là PGTP. Thì là nó là giống như đây là chúng ta đang làm, chúng ta để thống nhất là lớn tuổi, tiền sử sảy thai, thất bại làm tổ, bất thường tinh trùng nặng. Và như một phương pháp chọn lựa phôi thì ở đây là một cái câu hỏi, liệu có thật sự là chả có cái lý do gì, chỉ mỗi là sinh thiết phôi để được cái phôi khỏe mạnh thì có là phương pháp một chuyện phôi. Thì cái này là còn bàn cãi rất ghê, bởi vì gần đây chúng ta lại có thêm một cái gọi là time lapse nuôi phôi theo dõi liên tục. Thì đây là một cái hình ảnh, đây là chúng ta đều hiểu rồi, đây là chẩn đoán sinh, đây là ông thầy thuốc này, chẩn đoán karyotype cho cả vợ lẫn chồng. Và đây là một cái sơ đồ là để phát hiện được cái bất thường của con thì là chẩn đoán tiền làm tổ. Đây là một cái quy trình cũng của Hiệp hội Chẩn đoán Di truyền, người ta đưa ra một cái quy trình đọc rất rắc rối. Nhưng mà ở đây thì ở đây Vinmec của chúng tôi hiện đang thực hiện như thế này. Chúng tôi có hai phần, thứ nhất là tư vấn trong di chuyển, tư vấn rất là quan trọng. Tư vấn là luôn luôn đặt song song, nó đi kèm với lại mỗi một bước làm việc của các bác sĩ. Với bệnh nhân khám với bác sĩ lâm sàng, chẩn đoán có xét nghiệm di chuyển, thì bao giờ chúng tôi cũng gửi cho trung tâm gen để người ta thấy rằng là à, cái trường hợp này là cần phải làm di chuyển. Rồi cần làm di chuyển rồi bác sĩ gen thế nói là sẽ phải làm xét nghiệm này và liên lạc với lại bác sĩ. Tự vì đi liền với xét nghiệm di chuyển thực chất rất là đắt. Thành thử ra cái câu chuyện nó phải tư vấn rất là cẩn thận. Thế nếu mà có bệnh thì lại đi tiếp PGTM, thế còn mà không có bệnh thì chỉ định PGTA cho trường hợp có chỉ định. Rồi khi mà đã có chẩn đoán rồi, ôi trời, chả biết, khi mà đã có kết quả rồi ấy, thì bác sĩ lâm sàng và bác sĩ gen phải ngồi với nhau để là, tất nhiên là một cái phôi bình thường thì chúng ta chỉ có thể chuyển luôn, nhưng mà một cái phôi mà đặc biệt phôi khảm là phải có tư vấn của cả hai bên. Mà tư vấn đấy là trước khi gặp bệnh nhân. Thế còn cái hạn chế của chẩn đoán di truyền tiền làm tổ ở đây tôi không nhắc nữa, tôi chỉ nêu thôi là hiện tượng nhiễm sắc thể khảm và chẩn đoán sót như cái hình của thầy. Đây tôi có một hình rất giống của thầy Hùng, đấy là cái tại sao chúng ta chẩn đoán sót. Nên là rất là cảm ơn thầy Hùng đã trình bày trước nên tôi rút ngắn thời gian. Thế còn đây này, cái công tác tư vấn ở trong xét nghiệm là chẩn đoán di truyền rất là quan trọng. Ở đây bệnh nhân là trung tâm thì có 3 nhà khoa y tế phải đi quanh bệnh nhân. Thứ nhất bác sĩ lâm sàng. Bác sĩ lâm sàng là bác sĩ điều trị. Và tôi thấy rằng bác sĩ lâm sàng vai trò rất là quan trọng. Và bác sĩ về di truyền và lab thụ tinh ống nghiệm. Ở đây bác sĩ di truyền nếu mà chỉ là một cái, ở đây không biết có phải nói mình có ngại không? Tại vì chúng tôi nghĩ rằng là phải có một bác sĩ lâm sàng về di truyền, nghĩa là anh hiểu cả về bệnh tật và bệnh lý mà liên quan đến di truyền. Tất nhiên là các nhà di truyền học là rất giỏi rồi, nhưng mà chúng tôi cũng cần một, có thể là các nhà di truyền học phải có là di truyền học lâm sàng. Thì cái mà chúng tôi cần là cần một cái, tại vì nhiều khi chúng tôi hỏi cái bất thường này liệu nó gây ra bệnh gì và liệu có chẩn đoán được không. Cái mà tôi thường trong thực hành hàng ngày ở Vinmec là như thế. Rõ ràng là chúng tôi cho đi xét nghiệm, nhưng mà xét nghiệm ra một cái gọi là PS cộng cộng, đấy là cái cầu khó ghê lắm cơ, thì là chúng tôi phải hỏi lại như thế. Thế thì tư vấn khi nào? Ngay khi bước vào điều trị. Thì có thật cần, sau khi thăm khám thì chúng ta sẽ thấy là có cần chẩn đoán di truyền không? Như tôi đã vừa nói, đây là có cả bác sĩ gen và lâm sàng. Rồi tư vấn về quy trình.
rồi tư vấn là nên xét nghiệm chu kỳ và với PCTA nên xét nghiệm tới với di chuyển trước karyotip có những cho tất cả các trường hợp. Cái này thì tôi không biết là có được đồng thuận của hội nghị không, với tất cả các bệnh nhân mà làm PCTA vì mục đích chỉ chọn phôi khỏe mạnh, chúng ta có nên làm cái xét nghiệm nhiễm sắc đồ cho cả cặp vợ chồng không? Bởi vì có khi hình thể thì bình thường lắm, không có bệnh lý gì, đôi khi nó có những cái gen lận ẩn gen gì đấy thì là chúng ta có nên sàng lọc trước hay không? Và nội dung tư vấn, cái nội dung này là chúng tôi đang thực hiện ở Vinmec, có 3 nội dung. Thứ nhất là PCTA không chẩn đoán được 100% bản chất phôi. Rõ ràng là chúng ta sinh thiết tế bào lá nuôi là nơi trở thành là rau thai nên tỷ lệ thành công, tỷ lệ chính xác chỉ 96%. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể đi kèm nói với bệnh nhân là một phương pháp chẩn đoán đạt được 96% đã là phương pháp tốt rồi. Và khả năng không có phôi chuyển, đặc biệt là phụ nữ trên 50 tuổi không có phôi chuyển vì phôi bất thường, không có phôi chuyển vì không có phôi lên đến ngày năm. Đấy là cái mà chúng ta phải, kinh nghiệm của chúng tôi, nếu không tư vấn rất kỹ là nhiều khi bệnh nhân bỏ rất nhiều tiền. Người ta hỏi nếu tôi biết trước tôi đã không làm, mà câu hỏi đấy là chính tôi đã gặp rồi và khả năng thất bại. Thì với thực ra là nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng là với một phôi nghiên bội và một phôi độ 1, tỷ lệ có thai lâm sàng của chúng tôi, thai diễn tiến là 64%. Đấy là nếu có phôi nguyên bội nhá, mà phôi độ 1 thì tỷ lệ có thai nó có thể lên diễn tiến sinh sống là tương tự như thế. Tuy nhiên vẫn có khả không phải 100%, tại vì nhiều bệnh nhân nghĩ rằng là tôi đi chẩn đoán như này tôi được phôi khỏe mạnh thì bắt buộc tôi phải thành công. Đấy là ba cái nội dung tư vấn mà chúng ta cần phải gạch đầu dòng như là checklist để làm. Thế còn với nội dung tư vấn bệnh nhân phôi khảm thì như thầy Tùng đã trình bày, tôi chỉ lướt qua thôi. Thất bại làm tổ sẩy thai. Cái câu hỏi này tôi định đặt ra cho thầy Hùng. Đây, nghĩa là ta đã chuẩn bị chuyển phôi khảm thì có cần thiết phải chọc ối không? Hay là chỉ làm NIP plus là đủ? Tuy với chẩn đoán PCTM là chẩn đoán bệnh lý bất thường về di chuyển thì bắt buộc là phải chọc ối ở tuần thứ 15 để chẩn đoán lại, vì rõ ràng chúng ta chỉ chẩn đoán vùng rau thai. Nhưng với PCTA, nghĩa là chẩn đoán sàng lọc, thì có nhất thiết phải chọc ối ở tuần thứ 15 để chẩn đoán lại không? Đây là đối thoại và hay thảo luận. Cái này thì giữa bác sĩ và bệnh nhân, rồi giữa bác sĩ lâm sàng và lab, rồi giữa bác sĩ và trung tâm gen. Và đây tôi muốn là gen học lâm sàng. Chúng tôi, cái mà các bác sĩ thụ tinh ống nghiệm chúng tôi rất cần là một người gen học lâm sàng. Thứ hai là một cái trao đổi thành thật, không giấu giếm. Ở đây tôi không chê ai cả, nhưng mà với một phôi, đưa một phôi sinh thiết từ một phôi xấu mà đưa cho phòng gen thì người ta sẽ kết quả nó không tốt, hoặc là một cái nhiễu hay gì đấy thì chúng ta phải nói khi mà thấy một cái phôi bất thường hoặc phôi gì đấy chúng ta phải cùng nhau là ở đây cái phôi này cũng xấu nên là tin luôn đấy. Thế rồi thứ hai là một trung tâm đã tiến hành sinh thiết phôi chẩn đoán tiền làm tổ thì có thật sự đủ điều kiện để triển khai không? Rõ ràng chúng ta phải có lab tốt, này, có kỹ thuật viên tốt, và đặc biệt là ở đây có vai trò bác sĩ lâm sàng đấy, bởi vì các anh mà kích chứng mà cho chúng tôi chứng tốt thì chúng tôi cũng có phôi tốt. Tất nhiên là bên cạnh đó là vai trò của lab. Sắp xong rồi ạ. Chúng tôi xin báo cáo là 3 trường hợp điển hình thôi, 3 trường hợp này xong. Một trường hợp đầu tiên là bệnh nhân 2 lần đình chỉ thai nghén 33 và 21 tuần vì tay khòèo và thiếu ngón. Sau khi xét nghiệm di truyền của hai vợ chồng đều có đột biến gen, chúng tôi đã chỉ định PCTM sinh thiết 6 phôi và đã có 3 phôi bình thường, đã chuyển phôi và đang chờ kết quả. Trường hợp này chưa có gì hay lắm. Trường hợp thứ hai, cái trường hợp này tôi muốn nhấn mạnh nhiều là trường hợp là đình chỉ thai nghén 32, 33 tuần và 27 tuần đều do dị tật não, não bé. Sẽ là sinh não kém phát triển. Và khi chúng tôi gửi đi chẩn đoán thì cho cả hai vợ chồng đều có là phôi bất thường ở nhiễm sắc thể 14. Và thậm chí chúng tôi lấy cả tổ chức rau thai đầu tiên. Ở đây tôi đưa này cho nó dễ luôn. Chẩn đoán đây là của thai nhi. Chúng tôi gửi sang Hàn Quốc có nhiễm bất thường nhiễm sắc thể số 14. Tiếp tục chúng tôi gửi cái mẫu máu của bố mẹ gửi sang bên Hàn Quốc thì cũng là có bất thường nhiễm sắc thể số 14. Cái trường hợp này tôi rất là nhấn mạnh và muốn làm để chúng ta cùng bà thảo luận.
Thì lần một chúng tôi chuyển phôi thì có là sinh thiết 6 phôi, có 3 phôi, 1 phôi bình thường hoàn toàn và 2 phôi dị hợp tử. Chúng tôi chuyển phôi hồi tháng 8, thất bại, không đậu thai. Thì còn 2 phôi nữa, thì bệnh nhân yêu cầu là làm thêm một lần nữa để có thêm phôi để chẩn đoán, vì bạn cũng muốn là một cái phôi khỏe mạnh hoàn toàn. Lần thứ 2 thì chúng tôi sinh thiết được 5 phôi, thì cũng có 3 phôi có thể chuyển. Và lần này vì rút kinh nghiệm lần trước là chuyển phôi hỏng, chúng tôi làm tiếp sàng lọc, nghĩa là với cái phôi PGTM đã có phôi chuyển, chúng tôi làm tiếp sàng lọc tiếp thì chỉ có một phôi bình thường và một phôi thể khảm monosomy sắc thể sữa 21 là 30%, thì là 30% có thể gọi là bình thường. Và chúng tôi chuyển phôi và hiện tại thai đã lên 12 tuần, phát triển rất tốt. Câu hỏi tôi muốn đặt ra ở đây chúng ta cùng thảo luận ở hội trường là gì? Với những bệnh nhân có bệnh lý rõ ràng, chúng ta làm PGTM xong có nên làm PGTA không? Có nên sàng lọc không? Bởi vì tự nhiên sợ hết phôi và tự nhiên là bệnh tốn thêm tiền. Vì rõ ràng đối với bệnh nhân của tôi, một bệnh nhân đầu không sao, bệnh nhân thứ hai thì đã tốn hàng bao nhiêu tiền gửi sang Hàn Quốc, Hàn Quốc như thế. Rồi kết cục lần đầu không có thai, sau khi sàng lọc lại có phôi bình thường về mặt lại thì là bắt đầu chuyển thì bệnh nhân có thai. Tốt. Đấy là một cái trường hợp điển hình thứ ba của chúng tôi ở đây. Xin lỗi. Một cặp vợ chồng đến khám ở đây, đây là tôi chia sẻ để chúng ta cùng hiểu và tôi nghĩ rằng bây giờ thực hiện rồi. Nghĩa là một bệnh nhân vợ chồng đến chúng tôi khám thì người nam như là chưa dậy thì, nghĩa là có những dương vật rất là ngắn, tinh hoàn thì một bên thấy một bên thì lạc chỗ. Làm xét nghiệm azo rõ ràng. Xét nghiệm thì 46XX. Đó. Thế mà chúng tôi bắt đầu tiến mà tỷ lệ gọi là đây là trường hợp nữ giả nam, nó chiếm tỷ lệ là 1 trên 20.000 trường hợp nam giới. Chúng tôi sinh tiết tinh hoàn. Thì sinh thiết tinh hoàn thì có cả cái gọi là ống sinh tinh nhưng mà thoái hóa và thưa thớt, chỉ lại quá sản tế bào lây đích. Rất là hay. Thì người ta, với cái trường hợp nguyên nhân bất thường ở gen là gì, chúng tôi mới tìm thêm là có đột biến cái vùng định giới của nam là SRY ở trên nhiễm sắc ở Y. Thì nó chiếm 15% người nam mất cái SRY trên nhiễm sắc ở Y. Nó dẫn đến cái trường hợp đấy. Hoặc là nó bị mất đoạn. Đấy. Thế thì trên cái trường hợp bệnh nhân này là như thế nào? Rõ ràng là nhiễm sắc thể X, mà từ bé trở lên cho đến dậy thì, và người vợ của anh chàng này là bạn học từ gọi là từ thuở bé cấp 3 xong rồi đại học rồi lấy nhau đẻ ra, khi thì chúng tôi phát hiện ra là có cái vùng SRY ở trên nhiễm sắc thể X của cái anh chàng này. Anh chàng này chính là cô đấy. Đây, đây các bạn nhìn thấy, các nhà di truyền thì thấy đây là băng SRY. Nếu mà mẫu XX thì không có cái băng này, và mẫu XY thì mới có băng này. Thì với bệnh nhân của chúng tôi là xuất hiện cái băng SRY trên nhiễm sắc thể X, và chúng ta hiểu rằng cái vùng SRY đó nó ở trên nhiễm sắc thể X của người bố di truyền xuống. Thế thì kinh nghiệm là gì? Chúng ta tất cả các trường hợp chẩn đoán, ở đây chúng ta không chọn giới tính, nhưng mà trên nhiễm sắc thể giới là đề nghị là các bác gen học, là các bác làm luôn cho chúng tôi những nhà lâm sàng vùng SRY. Bởi vì nhớ đâu là cứ nam xong lại siêu âm chả thấy chim đâu, thì có khi đây là cái chuyện như thế này. Đây là một cái bài học mà chúng ta cùng rút kinh nghiệm hội trường. Bài báo cáo thì đây mô hình chúng tôi hiện đang làm ở Vinmec. Dưới 40 tuổi mà có một lần IVF thất bại thì dùng tham lab để chuyển phôi ngày năm. Tất cả đều chúng tôi tham lab chuyển phôi nếu còn nhá. Thế còn trên 40 này đấy thì chúng tôi làm PGTA. Thế còn bất thường nhiễm sắc thể thì bắt buộc là PGTM và PGTA. Trước đây là tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm. Trước đây chúng tôi làm PGTA trước. Xong rồi có phôi bình thường PGTM, thấy tốn quá. PGTA tự nhiên bệnh nhân có 10 phôi mà đi chẩn đoán hết, tốn tiền bệnh nhân. Bây giờ chúng tôi ngược lại, chúng tôi làm PGTM rồi PGTA thì được giảm được tiền cho bệnh nhân. Đấy là lý do tại sao như vậy. Thế còn đây là take home message của tôi là xét nghiệm di truyền như một phần của điều trị hiếm muộn rồi, chứ không phải là chúng ta không quan tâm đến nó nữa, phải quan tâm đến di truyền. Tư vấn là quan trọng. Đây, xét nghiệm di truyền đây. Tôi lựa cho trường hợp suy sớm buồng trứng và cần có gen học lâm sàng. Bài báo cáo tôi xin hết ạ.